Ngày 28 tháng 12 năm 2022, công ty Than Khe Chàm TKV đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và hội nghị người lao động năm 2023. Theo đó, vượt qua khó khăn với sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và người lao động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty đạt nhiều thành quả ấn tượng. Than sản xuất đạt 1.730.000 tấn, mét lò đào đạt 13.200 mét, than tiêu thụ đạt 1.730.000 tấn, doanh thu đạt 2.369,6 tỷ đồng, tiền lương bình quân đạt 17.808.000 đồng một người một tháng. Tại hội nghị, công đoàn công ty cũng đã phát động thi đua năm 2023, tăng cường đoàn kết nội bộ, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, hoàn thành mục tiêu an toàn, phát triển, hiệu quả. Với kế hoạch đặt ra, than sản xuất 1.850.000 tấn, mét lò đào 13.500 mét, tiêu thụ 1.850.000 tấn và doanh thu đạt 2.568.802 triệu đồng. Nhân dịp này, đồng chí Lê Thành Trung, trưởng ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã trao 2 cờ năng suất dẫn đầu lò chợ, 4 bằng khen các mục tiêu chăm sóc sức khỏe người lao động và 10 cá nhân xuất sắc được Tổng Giám đốc khen thưởng. Công ty cũng đã trao 18 giấy khen cho các đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc năm 2022 và khen thưởng các tập thể cá nhân đạt các danh hiệu năm 2022 với số tiền gần 2 tỷ đồng.